Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình nha. Hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm mọi người. Hôm nay là mình quay cái video mà hành trình 12 giờ đêm, bắt đầu từ 12 giờ đêm. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở ngay chân cái xưởng của mình nè. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái hành trình rất là đặc biệt luôn, đặc biệt từ trước tới giờ luôn, đó là hành trình đi Phú Yên, Đà Nẵng chở khách đi du lịch cùng anh Hứa Dĩ Hào. Thì cái hành trình này thì trải qua khoảng 4-5 ngày mọi người, cho nên là mình sẽ chia ra nhiều cái tập, chia ra nhiều tập để cho mọi người theo dõi nha. Tại vì cái hành trình này 4-5 ngày lắm, nhưng mà đi rất là xa, đi nửa cái đất nước Việt Nam luôn á. Cho nên là mình sẽ chia ra nhiều tập nha. Anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Ồ, hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại xưởng, đúng 12 giờ luôn. Đó, bây giờ là mình chuẩn bị xe cộ, là 1 giờ mình sẽ đi rước khách nha. Đó. Đây thì mình có... trước khi đi thì mình có chuẩn bị một cái hộp cơm, để bây giờ mình sẽ quất cái hộp cơm này đi để cho nó vững bụng, rồi xong mình mới lên đường được. Cái gì cái chứ phải lo cái bụng trước mọi người. Hiện tại bây giờ thì anh Hứa Dĩ Hào anh đang ngủ trên xe á, bây giờ mình tranh thủ mình ăn cái hộp cơm này xong rồi mình vô mình kêu ảnh chuẩn bị đồ đạc này kia, rồi là anh em mình lên đường nha. Ok. Công nhận hả? Hộp cơm nó ngon thiệt đó mọi người. Đói bụng mà ăn ngay cái hộp cơm này thì bá cháy bù chét luôn. Quá ngon, quá ngon. Hồi sao đổ trơn đi. Nửa đêm nữa hôm đói bụng. Cho mọi người xem. Hộp cơm này ha. Thơm. Nửa đêm nửa hôm đói bụng mà gặp hộp cơm này thì bá cháy à. Bây giờ tới giờ anh em mình cái gì vậy? Đó, tới giờ anh em mình khởi hành nè mọi người ơi. Bây giờ mình ve xe ra. Quá vậy, lấy 2-3 cái mền đi. Lấy theo mới được. Anh em mình khởi hành 1 giờ đêm nha mọi người. Má tài xế ghé ác vậy. Về nhà mấy ngày xe này cũng chuyện vậy, có một tua một nó vừa mắc niệm mà vừa mắc giống nữa. Bởi vì không có
không có ai quản lý là gì. Ủa kêu gì vậy? Giờ 3 số 3 đúng không? Số 3 chạy nó gì á? Qua số 4 hết. Đi xuống cái kiến cái gì nữa. Quỳnh đi ra Đà Nẵng nữa. Đà Nẵng ông nội thôi. Biết Phú Yên ra Đà Nẵng bao nhiêu cây chứ mình ra Đà Nẵng nữa. Đà Nẵng là nó nằm nửa bản đồ Tổ quốc. Đang bảo nữa, ngoài đang bảo nữa. Đây. Ngồi về giường nào anh? Đẩy ngồi đấy đi. Đã đi luôn. Chết rồi. Phải.
vô khu dân cư này phải không? Ừ, quẹo qua đây. Đó, quẹo đó. Cái này ấy bạn tìm kiếm chút rộng các bạn. Đấy, xéo xéo nè. Cái này lời tới cái đích đó. Tại đi hốc hết chứ quá hết á. Đi được. Nào giờ ở Cà Mau mà chưa có qua tới đây luôn á trời. Tôi qua đây cũng được lần thứ hai. Đi mòm làm hoành tráng lắm. Đường thu á. Cả ngàn bé luôn. Ờ. Đầu xe dài dài đó tới này mấy cây số. Wow. Dân cư này cũng lâu dữ rồi nè. Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau. Mở cửa giờ khoan để từ từ. Còn đứng như vậy. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn đi chứ chần chờ gì nữa. Đó tới rồi mới lên đi thôi. Ừ. Sao mà không chạy vô cao? Nó đóng cổng có vô được đâu. Phá cổng rồi. Là sao mình gửi xe? Đợi chút xíu là đang chờ. Đang chờ mở cổng. Ừ, đợi điện mở cổng vậy. Mở cổng đi tới đi cho con ba. Nè. Mình phụ nữ mình nằm dưới. Lên xe luôn, đội đi chi cho nó bỏ. Đàn ông nằm trên. Ủa, cho bỏ nó bỏ hiện. Trời ơi, chết mẹ ơi. Ờ. Thì ông gái cái ta. Ôi, đủ mẹ mấy đứa nó dọa hết rồi. Gì? Kìa, ông ngon kìa. Vậy chưa? Chú hai chú. Dạ, chắc xách cái đó rồi chậm qua lẹ đi. Đi theo đó uống nước trà luôn đi. Thôi đi. Ta uống nước trà người ta nói gì anh lên á. Chứ người ta đâu lên xe đâu. Nãy đợi nãy giờ nửa tiếng nữa chưa mở cổng. Vậy đó hả? Đi từ nãy giờ đi đợt này nó hai chuyến không gặp chung. Chú chung chỉ xe nào chú. Đây con... chú dép hả gì? Dạ. Cái này dép hả gì? Đựng dép hả gì? Đựng dép. Lớn nó chạy bữa nay nó ở Sài Gòn về. Vậy đó hả? Dạ. Vậy chứ có người chưa đó. Hai ông tài xế hả bộ? Hai ông chứ một ông mà chạy gì nổi. Ôi bỏ tư đây. Bỏ dưới này với tôi đi. Nói chuyện được. Trời ơi. Bỏ ở trên đó rồi sao tôi nói chuyện được. Thôi bỏ dưới đi bà. Nào xuống dưới này đi. Hả? Xuống dưới này đi. Mình phải xuống ra ta hành dưới này nè. Này có hành lý nữa hả ta? Có không? Không có đây. Sao bận? Trời ơi, phụ nữ mình nằm dưới, đàn ông đàn ăn mình nằm trên. Vậy đó hả? Lên tiếng đi chủ xe, lên tiếng đi. Phụ nữ phá yếu luôn luôn, lúc nào cũng được nhường chứ. Dò thằng yếu á. Ngay chưa yếu ta già ngay cũng xương nó yếu. Đi về đây chứ cũng nhờ tôi nó chứ không phải lời mạnh mẽ gì đâu. Rồi, mở cổng rồi. Mở cổng rồi.
chạy vô cổng phải không? Thôi cổng mình giọt vô trong. Đang ở bên chùa. Ờ. Nước khách à. Hả? Đợi làm gì trời? Đi chung luôn hả? Được à. Mới đi nãy giờ. Đang chạy qua cổng chùa để lấy khách nè. Ây da. Đâu? 12 giờ. Ờ. Đang chạy qua tới chùa nè, đang lên khách. Về đâu? Quay đầu lại đậu xuôi vậy ha. Quay lại mình đậu đây xuôi đây hả chú? Quay lại mình đậu xuôi đây hả? Đậu xuôi đây luôn. Ok. Tới đi, tới đi, hả, lui lại, che lại.
tính độ là chết luôn á. Đó đó đã. Chùa mà đem dựa theo người ta. Chưa đủ đâu. Ủa chánh cái thông lại chưa? Chưa thấy. Chưa hả? Có đem bao thơ theo không? Có. Đâu bỏ vừa rồi lên hết chưa? Sạch sành sạch luôn rồi đó, có nhiều bỏ lên hết nhiều rồi đó. Được phân nửa xe hả? Ừ. Được phân nửa rồi. Chưa mà chút mà. Ủa mình đi đủ xe không chú ngồi? Đủ à. Được thôi, mình 2 giờ luôn mà lo gì. Ồ sao thấy còn thiếu nhiều quá ha. 2 giờ luôn. Mình chỉ đây cái chiếc bên kia còn đó. Đông mọc ra đây. Còn nữa rồi. Cho nó im cái. Đây không? Giảm bớt bớt đèn lại nha. Còn không thì phải nổ máy à. Rồi. Còn gì nữa không? Cái gì đó? Chúng cái đầu rồi, nãy con nói rồi mà. Ủa đem lên nằm cấp cho người ta đi. Một mẹ bỏ dưới qua đi, đem lên chi nhiều vậy? Hát liền. Lên chai đi, đi lát đầu rồi đấy đâu có. Hả? Lo từ xa vậy đó mà còn như vậy. Thôi là chi nhiều. Bỏ dưới đi, có nặng nặng không? Nhiều nó xong hả? Không có gì nặng, bỏ dưới rồi bả cái vừa sao vừa bồng bồng gì đó. Nãy con kêu bỏ dưới đi. Hát ngưỡng chai liền bỏ làm sao bây giờ nói đi trả lời. Nãy uống là lên đây nè, lấy trong tủ lạnh này có nè. Dạ, lấy tủ lạnh này bỏ này ngược lại. Thôi lỡ đem lên rồi. Lỡ đem lên rồi phát luôn đi chứ nãy nói đem lên chi nó chặt chỗ nào hết rồi lấy lên. Bạn nói bạn có 40 chai xong chưa?
xong rồi đi 4 ngày rồi nhẫn ơi 40 cây nè nhẫn ơi mấy trăm cây cho anh để vô không sao rồi bà mình nhẫn đi giùm con đây ông mình nhẫn ơi giống như cũ nghe chú đủ chưa dạ đủ chưa kiểm quân chà nó dép nhỏ dữ ta vừa hỏi Diệu Đức ơi Diệu Đức ơi Diệu Đức ơi ê hỏi Diệu Đức đủ chưa đủ số của Diệu Đức chưa nổ máy đại đi nổ máy đại đi rồi giờ chiếc xe cho em qua cầu cái rồi em rước còn không thì lên luôn đi kêu kêu hả lên luôn ấy chỗ này là nhà bà chị Sáu đây.
Vậy là thẳng tiến luôn đó phải không? Thẳng tiến là tới chỗ mà gì? Cái chỗ mà cái gì? Trà Vinh qua đó. Con nhớ chỗ đó nha. Để đừng có bỏ cổ tội nghiệp cổ. Dạ dạ, con có hẹn giờ với cổ rồi mà. Cổ khoảng có 7 giờ 7 rưỡi cổ tới đó rồi con. Ngay, ngay trạm phí Bến Lức hả? Tại hướng bả bên tòa lãnh Thái Ninh về. Đâu có được đường nào đâu. Đúng rồi. Chỉ có nước ở Bến Lức là đi xe tăng Anh Nhàn nó đi đường trong nữa, chỉ nước ở Bến Lức à. Chứ Linh Nguyễn Linh nó cũng đâu có nước được. Còn giết hả? Đâu nghĩ giết rồi chứ. Giờ này nó có bắn tốc độ không ta? Giờ này bắn tốc độ cũng lại luôn à. Giờ này bắn ngồi mũi cắn chứ làm gì. Giờ này có chiếc xe nào chạy đâu bắn.
Mình đi thẳng luôn phải không ta? Cái đoạn này ban ngày bắn dữ lắm nè. Ô vậy cũng được rồi. Mở cửa lên nhìn thấy thầy tu không dễ gì. Tối cái gì tới hả?